Kinh văn: Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn giới cấm thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không rong ruổi theo sáu trần ở ngoài. Giảng giải: Đầu tiên, chúng ta nói về trợ nhân tạo nghiệp, kế đến nói về sự thay đổi nghiệp thức. Trong phần này sẽ trở lại hiện nghiệp. Thế nào là hiện nghiệp? Đấy là nghiệp tạo ngay trong đời sống này. Chúng ta phải ngăn chặn lại điều ấy, không tạo thêm nghiệp mới. A Nan, người giữ gìn giới cấm thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm. Giai đoạn này, mọi người chúng ta phải trong sạch, giữ gìn giới hạnh, không tham lam và say mê tham dục. Không rong ruổi theo sáu trần ở ngoài, không còn đuổi theo sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mọi người phải trở lại nhà với ánh sáng của chính mình. Kinh văn: Nhân chẳng dông ruổi, tự quay về tính bản nguyên. Trần đã không duyên, thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa. Trở ngược về chỗ toàn nhất, sáu cái dụng chẳng còn hiện hành. Giảng giải: Nhân chẳng dông ruổi, tự quay về tính bản nguyên. Không còn dông ruổi theo sáu cảnh, lục trần, mà quay trở về với tự tính. Quay trở lại tự tính và ánh sáng nội tại, trở về với nhị căn để lắng nghe tự tính. Đấy là sự dấn nhập trọn vẹn vào nhị căn. Trần đã không duyên thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa. Chấm dứt mọi liên hệ với cảnh trần và căn cũng không còn đeo đuổi, ngẫu hợp với điều gì, mà trở ngược về tu tập với nhị căn. Và đấy là chỗ toàn nhất. Cả sáu quan năng cùng thâm nhập và cùng có tác dụng. Sáu cái dụng chẳng còn hiện hành, cả sáu quan năng không còn hiện hành để dông ruổi theo sáu trần bên ngoài. Kinh văn: Cõi nước mười phương, sáng trong thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly, có mặt trăng sáng treo trong ấy. Giảng giải: Lúc bấy giờ, cõi nước mười phương sáng trong thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly, có mặt trăng sáng treo trong ấy. Nói khác đi, tất cả đều trong sáng thanh tịnh và nhìn thấy được. Kinh văn: Thân tâm khoan khoái, tịnh diệu viên bình đẳng, được đại an ổn. Giảng giải: Khi ánh trăng tròn sáng như ngọc lưu ly, thì nó hoàn toàn sáng rỡ và trong suốt, mọi người đều thấy được. Đoạn này diễn tả người tu đã đạt đến giai đoạn cả thân và tâm đều thanh tịnh. Vậy nên, thân tâm khoan khoái, tịnh diệu viên bình đẳng, được đại an ổn. Đấy là cảm giác an lạc tự tại và hiển nhiên là như thế. Kinh văn: Tất cả mật viên tịnh diệu, các đức Như Lai đều hiện trong đó. Giảng giải: Tất cả mật viên tịnh diệu, các đức Như Lai, tức pháp tánh thanh tịnh của Phật, tất cả đều hiện trong đó. Mọi người tu hành đúng pháp đều cảm nhận được trạng thái đó. Kinh văn: Người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn, từ đó lần lượt tu tập, tùy cái hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Giảng giải: Người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn? Chúng ta không thể thấy pháp nhỏ nhiệm nào hiện khởi, cũng chẳng thể biết pháp nào biến nhất biến mất. Pháp vốn không sinh. Giảng giải: Người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn? Chúng ta không thể thấy pháp nhỏ nhiệm nào hiện khởi, cũng chẳng thể biết pháp nào biến mất. Pháp vốn không sinh cũng không diệt, nhưng thật không dễ gì chứng đạt được điều ấy. Từ đó lần lượt tu tập, tùy cái hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Khi chứng được vô sinh pháp nhẫn, người tu hành tiếp tục hướng đến các thánh vị, không gì có thể ngăn trở được. Kinh văn: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Giảng giải: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Đó là cách ngăn chặn sự hiện hữu của nghiệp.
ha ha ha,